Với câu hỏi tiếp theo, thưa bác sĩ ơi em xin được hỏi hai câu. Em hỏi cho em và vợ của em. Đầu tiên sẽ là hỏi cho vợ của em. Vợ của em bị cao huyết áp, vậy dùng thuốc tránh thai được hay không? À hay phải ngưng ngặt thưa bác sĩ? Trời. Câu này cũng là khá là thú vị đó. Nãy trong phần đầu và tổng quan nếu các bạn còn nhớ đó thì tôi có nói là trong những nguyên nhân cao huyết áp là thứ phát đó, không phải là cái loại tự nhiên tới tuổi già nó cao đó thì có nguyên nhân do thuốc ngừa thai thế thì tỷ lệ do thuốc ngừa thai là gây nên tăng áp tức là người đó nói vậy dễ hiểu nè người đó người bình thường bây giờ uống thuốc ngừa thai vô tự nhiên bị tăng áp thì chính là thuốc ngừa thai là thủ phạm thì tỷ lệ nó chỉ có năm thôi tức là còn lại 95% mươi người uống thuốc ngừa thai vẫn không bị tăng áp nên độ thừa tăng áp tại thuốc ngừa thai cũng là hơi tội nghiệp cho nó và cái thứ hai nếu mà gia đình bạn rất là tiếc cũng không cung cấp số tuổi nếu tới tuổi của người người vợ bạn là tuổi 50 thì đó là chính là người tuổi tăng huyết áp rồi xin lỗi 50 chắc không cần uống thuốc người thai cho là tuổi 40 đi 40 có thể uống thuốc người thai là tuổi 40 mà biết huyết áp là trẻ hóa đó biết đâu bạn của bạn vợ của bạn không cần uống thuốc người thai cũng đã bị tăng huyết áp tự nhiên rồi thì thành cái chuyện thuốc người thai theo tôi thấy vai trò thứ nhất á trực tiếp gây ra tăng áp thì tỷ lệ thấp Thứ hai đó là bệnh tăng áp bây giờ tỷ lệ rất là cao 10 người hết 3 4 người bị rồi thì cũng không thể quy kết là vì thuốc người thai làm tăng áp do đó trong trường hợp cần sử dụng thuốc người thai mà cân nhắc lợi ích với nguy cơ đó mà thích là cần sử dụng thì theo tôi thấy là vẫn có thể tiếp tục sử dụng được trừ trường hợp có những cái nguy cơ nguy hiểm quá ví dụ như vì uống thuốc vô nó tăng quá cao uống thuốc vô nó tăng tỷ lệ bị tắc nghẽn mạch máu rồi gì đó thì có thể đổi phương pháp ngừa thai nhưng mà đa số trường hợp bệnh nhân của tôi vẫn là tiếp tục sử dụng thuốc người thai trong biện pháp tránh thai oh, yeah. À, thưa bác sĩ với câu hỏi dành cho em thì là thật ra thì vì em lo lắng vì thấy vợ mình bị cao huyết áp chứ còn em thì cũng không có bệnh lý gia đình em cũng không có tiền sử tăng huyết áp vậy thì em có cần phải đo huyết áp hay không nếu cần thì bao lâu nên đo một lần để kịp thời mình có thể phát hiện ra những cái triệu chứng của tăng huyết áp dạ. nếu chẳng may mình mắc bệnh dạ. câu này nó cũng có hơi có liên quan tới tuổi thành ra tôi nói cái tuổi cũng quan trọng lắm nha nếu mà em là người năm 60 tuổi thì cái chu kỳ đó nó khác nha yeah. còn cái người như là các bạn thanh niên khỏe mạnh đang lứa tuổi teen á 15 17 18 thì đó áp cái chu kỳ lại khác thành ra mặc dù mình nói bệnh nó nguy hiểm mà bạn đừng quá lo tức là cứ xoành xoạch ngày nào cũng đối áp là chuyện nó không đúng do đó là ta khuyên là nếu huyết áp dưới 120 trên 80 tức là cái số rất là đẹp rất là lý tưởng đó dưới 13 luôn nữa 12 8 à, tôi cũng nhắc lại nha con số lý tưởng hiện nay là 120 trên 80 lý tưởng có nghĩa là cái gì đó rất là tốt rất là đẹp thì gọi là lý tưởng đúng không 120 trên 80 xin bạn yên tâm 5 năm đâu một lần nha. cái này là mình phải theo, theo cái hướng dẫn chứ đừng có 5 năm mà bạn thích đâu một tháng lần hay một năm lần thì vẫn là được thôi nhưng mà ít nhất 5 năm phải đo một lần để ngừa nhớ mình tới lúc mình cao đó còn nếu con số là 130 trên 80 trở lên á thì một năm phải đo một lần 130 80 chưa là cao vẫn là lúc bình thường cao thôi thì do đó mình sẽ đo một năm một lần còn lẽ như những người tăng áp thì bắt <laughs> tuần đo hai ba lần giống như tờ giấy nãy giờ chiếu đó do đó bạn cứ nhớ ha chu kỳ là một năm chu kỳ là 5 năm, năm thì mình sẽ đo áp nếu mình là người bình thường yeah. dạ xin được cảm ơn bác sĩ thưa bác sĩ mẹ em mới phát hiện tăng huyết áp có quá nhiều thông tin xoay quanh bệnh này bác sĩ có thể hướng dẫn giúp em với cụ thể hơn điều trị tăng huyết áp bây giờ phải bắt đầu từ đâu và như thế nào dạ. chúng ta có những quy tắc điều trị tăng huyết áp mà người bệnh cần lưu ý và phải áp dụng là gì ạ dạ. như vậy là mình đặt một trường hợp là bác sĩ lần đầu tiên mà bệnh nhân cũng là lần đầu tiên gặp nhau dạ. hai người sẽ gặp nhau ở bệnh viện đúng không đi khám bệnh thì thế thì bác sĩ sẽ bao giờ đó thì cũng phải qua hai cái phần là hỏi bệnh và khám bệnh Người ta sẽ hỏi để làm gì hỏi để xem là bệnh tăng áp này có thực sự là tăng huyết áp hay không ta hỏi huyết áp đo ở nhà là bao nhiêu có mệt có khó thở có biến chứng hay không thì tất cả những câu hỏi đó như làm xoay quanh cái việc thứ nhất là thực sự bệnh nhân này có bị tăng huyết áp hay không do đó người nhà cũng phải bạn cũng phải nên cung cấp một vài số đo huyết áp mà đã từng đo được trong trạng thái chuẩn tức là trạng thái yên tĩnh nghỉ ngơi và để nói lên là con số huyết áp của mình để bác sĩ có cái cái, cái, cái dữ kiện này mà chẩn đoán sau đó bác sĩ sẽ tầm soát một loạt biến chứng bây giờ bệnh nhân tới ban đầu đâu có biết người ta có biến chứng hay không nó thể hiện qua việc khám và xét nghiệm bác sĩ sẽ nghe tim bác sĩ sẽ bắt mạch bác sĩ sẽ đo huyết áp và để ra một loạt xét nghiệm những cái xét nghiệm đó gồm những xét nghiệm như thử máu nè công thức máu rồi thử đường thử mỡ thử chức năng thận mình biết là bệnh thận bệnh tiểu đường là toàn là bệnh nguy hiểm phải làm một cái xét nghiệm tầm soát ngoài ra để đánh giá bệnh tim mạch mình có thể đo điện tâm đồ và siêu âm tim sau khi làm đó thì bước bức tranh trở nên toàn cảnh đúng không đánh giá à như bệnh nhân này với tuổi đó huyết áp là như vậy và yếu tố nguy cơ là như vậy và hoàn toàn khác nhau từng cá nhân tôi nói ví dụ cụ thể nha ví dụ như um, cụ hiền thục đi dạ. không biết năm nay cô bao nhiêu tôi tôi chui giả định đi người ta nói không nên hỏi tuổi người phụ nữ đúng không dạ. thì giờ thôi tôi cứ giả tự sự cô là 30 tuổi đi giả dạ. sự là như vậy một cô gái 30 tuổi không uống rượu không hút thuốc mà chả có bệnh tiểu đường tới khám bị huyết áp 13, 14 thì cái nguy cơ nó khác hẳn với một người 70 tuổi Đàn ông Đàn ông là nãy mình có nói yếu tố nguy cơ không thay đổi được á, Đàn ông là nguy cơ hơn đàn bà rồi Người đàn ông 70 tuổi Tiền căng là hút thuốc lá hai gói một ngày Lại thêm tăng huyết áp cộng đáy tháo đường Mà bây giờ là hai người đó đều tăng huyết áp Thì hai người đó khác hẳn nhau Và cách chữa trị hoàn toàn khác hẳn nhau Do đó mẹ của bạn sẽ được bác sĩ hỏi bệnh Đưa ra một các xét nghiệm để đánh giá ban đầu coi người bệnh này yếu tố hoặc là mức độ nguy cơ cái gánh nặng gọi chữ gánh nặng cho dễ hiểu đi cái gánh nặng đè lên cái người bệnh nhân đó là nhiều hay ít để mà có mức độ xử trí thích hợp một bệnh nhẹ thì mình cho ăn kiêng được rồi không cần phải cho thuốc quá nhiều nhưng mà bệnh nặng thì việc kiểm soát phải rất là gắt nhau yeah.